sao mà giá sáng dí lắm hơn lắm. Cho bây giờ trốn lắm. Hay lắm mà. Lên cũng không dám lên lại sao tàn. Ơi đồ hàng. Ba người đúng hàng thiệt. Không dám lên, không dám lên. Đúng cái đồ hàng. Mà bố cứ thành chó ở đi. Đừng nói chuyện gì nhanh nha. Anh kia, cho em hỏi nè, hồi sáng là mấy chị đó là lại lần đầu tiên là buổi sáng phải không? Là lại bằng ô tô hả? Ừ. À, là mấy người? 4 người. 4 người. Xong rồi đi hay là ở đó tới giờ trưa lúc mà mấy anh bên công an lại luôn? Còn ở. Ở mà mấy người đó có đi đâu không? Đi chơi quán Hòa Tám á. Ừ, lên quán Hòa Tám ha, rồi như là cũng đi ăn uống gì chưa chưa mới quay lại nữa ha. Ừ. Đó thì xong rồi bên mấy anh em mới điện công an lại. Ừ. Tại vì nói giống như là anh chơi nước đá ha. Ừ. Đó cho nên là điện công an lại là anh muốn làm sáng tỏ phải không? Thì nước đá rồi lại thích luôn. Ừ. Nhưng mà lại lúc mà mấy người đó lại rồi, thấy tao quay phim đồ dữ rồi anh có cho không? Cho người ta quay không? Ồ. Cái quay lén là không hay luôn. Lúc trước á ha, lúc đầu á ha. Ờ, là không có hỏi ý kiến anh quay ha. Đó, không 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 hỏi luôn. Còn cái lúc sau nè, cái lúc sau lại là có xin anh quay không? Không. Mà lúc đó là anh lu bu. Ừ. Trong hùng á. Không, cái lúc sau nè. Thì đó là trong hùng đó. Cái lúc đó lúc trước rồi. Cái lúc sau mà lại người ta hỏi người ta vô người ta quay anh rồi theo nghe nói anh với chị Nhi không có quay rồi anh quăng ca gì đó. À đó hả? Ừ. Lúc quá mới còn sợ lại cho quay. Là anh với chị Nhi nó không đồng ý cho quay ha. Đúng rồi. Ừ. Rồi mấy người đó có tắt không hay là quay tiếp? Cái đoàn em thấy. Lúc đó là vậy ha. Còn khuôn bắp cả. Đẹp cái chị Nhi không? Khuôn khuôn bắp để ăn. Còn mắm đẹp hơn à. Anh ơi, phủi cục gì trên đầu đúng phút anh. Rồi anh đi xuống dưới là coi như không gặp bên đó xuống luôn anh chị. Không. Bao lâu anh chị? 2 tiếng mấy vậy? 2 tiếng mấy? 3 tiếng. Mà nhóm đó cũng không xuống luôn. Ừ. Tính ra nếu mà không xuống là vậy là sai rồi anh chị. Chứ ví dụ mình làm đúng là mình xuống rồi. Nhưng mà nếu không xuống thì chắc cơ quan người ta cũng giải quyết. Người ta nhiều khi người ta biết mặt rồi người ta gửi thư mời về tới quê luôn đó. Giờ không có nhiều đó. Tụi đó đâu. À. Chắn lỡ là tụi đó rồi thôi. Mà sáng anh thấy mấy chị đó lại anh sợ hay gì mà anh điện em giữ anh kìa? Không phải là sợ. Anh sợ là thâu quá. Tiếp tục. Rồi điện em mấy cuốc rồi bắt đầu làm sao mà anh kêu em không lên nữa? Là người ta có kêu anh là kêu YouTube rồi không lên không? Đang nói chuyện với em đó, nó cái thằng hồng cho nó. Nói sao? Thôi đừng điện anh chị. Chứ là đừng điện cho em nữa hả? Là sợ em lên ha. Có ghi âm như mày đó. Rồi tao cho bộ sợ. Ừ, không điện. Là không có ghi âm lại luôn hả? Có chứ. À, ồ, thiệt cũng hay dữ ta. Cũng hay ha. Vậy là tao nói gì với anh là có lưu lại cho ha. Ừ. Ồ, thiệt cũng hay dữ ha. Tưởng đâu hiền hiền dữ ha. Lúc đó lúc đó anh mà trong khi đó đông người thì anh sợ. Bây. Rồi anh biết cái tem chở anh xuống là xuống đây thăm anh gì lý do gì không? Trời ơi. Nó nói cái đám là tá đó. Rồi xuống đây người ta khi mà gặp anh á, người ta có nói là yêu cầu anh làm những gì không? Không có nghe nói. Không nói thì chân hả? Không. À, như mấy clip trước anh có chia sẻ nói xuống á, là người ta gặp anh á, người ta nói là Mạnh Thiện Quân. À, thì... lúc đầu được gặp anh nói là gì? Nó là bằng YouTube. Quay, lại quay à. giúp Nhi. À, giúp Nhi ha. Vậy là cũng như là cái nào gọi là bên kia đang là gặp anh. Anh nói lại nói nè. Ủa? Thôi giúp giúp Nhi hả? Để đương điện như vậy ha. Ừ. Mà lúc đó là anh biết là cái người đó chưa? Vừa biết. Vừa biết luôn ha. Ừ. Mình giả nai thôi. À, không biết mà làm bộ ha. Lúc đó nghe nói tên gì là anh em hỏi anh là tên gì, nó Ái Nhi hay gì ha, phải không? Thì nó nói tên Ái Nhi. Ừ. Mà anh giả bộ thôi. Anh giờ anh lên á là người đó ha. Rồi. Là anh biết mặt ha. Giống như hôm nay là anh thấy mục đích của mấy người đó xuống đây để làm gì anh kia? Ôi, để chúng cách làm gì?
xuống đây mà trốn tránh gì? Xuống đây là gặp anh là ta đối mặt mà trốn tránh gì? Ừ, đối mặt sao không xuống? Thì ta xuống kiếm anh đó. Rồi xuống công an ngon. À, ý anh Kiệt nó trốn tránh là giống như là xuống đồn mà không dám xuống ấy ha. Ừ. Thì xuống đây thì kia nó nói là dắt chị Nhi với anh Kiệt nè đi thử. À, ừ. Nhưng mà lại xuống hình như nó chỉ có cái lại vậy thôi. Anh Kiệt thì cả nhà mình cũng có biết là nhìn vô cái hình thức của anh Kiệt đó thì nó cũng y chang hả? Khờ, y chang luôn đó. À, nhưng mà lại nói là gọi là giả mạnh thường quân xuống để nói anh Kiệt, để cho anh Kiệt phối hợp. Nó như mạnh thường quân xuống quay giúp anh với chị Nhi ha. Ừ. Lúc đầu là nói vậy đó ha, là bên YouTube. À. Nếu còn mà bà kia bà già già. Ừ. Bà nói á, bà là mạnh, bà là mạnh quân, bà là giúp Nhi. Mới đầu là anh biết à, anh giống này cũng giả này. Giả này luôn ha. Này ha. Anh không giả được khác sao anh? Sao giả này hả? Cũng như mình biết mình im. Ừ. Không à, nói. À, à. Mình phối hợp theo đúng không? Giả đò ha. Giả đò chơi. Thì cũng hay vậy ha. Là anh giả đò để đánh đặt nướng hay gì anh kìa. Đúng rồi. Là đợi mấy anh em lên ha. Ừ. Ồ, hay dữ ta ơi. Thường thường á, người ta nói mạnh thường quân này kia đi lại là giúp cho nhân vật này kia, ta nói chuyện là ngọt ngào lắm. Thì anh thấy mấy người này nói chuyện với anh như thế nào anh Kiệt? Kìa anh cũng nghi vậy, anh nói ủa, thì kỳ mạnh quân kỳ vậy. Đó là mạnh quân kỳ với ta. Mạnh quân gì đâu có sáu cái mắm gì vậy. Mạnh quân gì hàng vậy trời. Mạnh quân gì mà đâu mà lên quậy cả trại người ta là sao? Cản anh đó hả anh Kiệt, rồi anh đi lên đường này là thấy có cái clip địa chỉ nó like là cho anh đi luôn phải không? Bắt anh là phải ở đây. Mà đó giờ có ai cản anh vậy chứ anh Kiệt? Đúng. Tại sao anh Kiệt lúc mà người ta đông quá, đợi đông quá, sao anh không kêu cầu cứu hành sớm rồi tiếp anh mà anh bỏ chạy? Bỏ chạy đâu? Anh thấy đi chạy đi lên chỗ hướng ngược lại đó. Không phải là chạy. À. Tình thường. Xuất cho nó hai đá. Xuất chiêu luôn hả? Nãy có xuất chiêu luôn. Nãy đi giọng anh cái đó, chứ giọng cái đó mà không giọng đó. Là anh có búng giờ lái mà ăn cái hả? Ừ. À, là khúc đó là anh đi đường quyền nhẹ cái ha. Cái cảm giác mà khi mà anh trúng được cái đó thì anh thấy sao anh Kiệt? Cảm giác sao anh Kiệt? Cũng gật ngang mà. Anh bơi ha. Con nhỏ kia bơi. Thấy bự lắm hả? Đập trúng đầu, đập trúng bụng luôn mà. Nhưng mà cái đó cản trở anh không cho anh đi thì cái đó giống như là anh tự vệ thôi ha. Chứ không phải là anh cố ý anh làm từ đầu, đúng không? Cái đó như mình tự vệ thôi, tại ba bốn người không cho anh đi mà. Cái khúc đó anh nói thiệt đi, lúc đó là anh chạy đi hay là anh đi sạc điện thoại? Đi sạc điện thoại bình thường. À, không đây. Có chạy luôn. Cứ đi bình thường vậy đó. Cản hả? Cái mới nói nè. Thì sao? Có buồn hay không? Anh hỏi ha, anh có buông không ha? Là người lúc ta đó có buông không mà buông? Nóng áo là buông hay không xé hả? Xé nắm đâu anh, nắm đâu anh? Nắm áo anh luôn. Xé là nóng ha. Ừ. Đó là có gì? Lần nữa chết rồi nha. Tiếp đi anh, nói tiếp đi. Lần nữa ha. Bụp. Móc cái gì luôn? Móc cái gì? Móc cái gì luôn ha? Móc cái cây. Nhẹ chút đi. Cây gì nè? Đó. Rồi bây giờ anh nhắm tình hình coi là anh đã báo bên cơ quan công an kia người ta xuống rồi, người ta mời lên làm việc. Vậy là nhắm mấy người đó có còn lại đây mà để lục lọi chạy anh này kia nữa không kìa? Đâu là anh nhắm là không tới nữa rồi đó ha. Coi như mình chấp chấp đi, không có đi qua tới. Như bây giờ người ta lấy cái nắp đó mà người ta nói anh á là chơi nước đá thì cảm xúc của anh như thế nào anh kìa? Ồ, mấy con mắm rồi đó chặt chứ anh. Cái thẩm mỹ của anh Kiệt hình như nó đang có vấn đề, thấy người ta cũng đẹp đẹp không ạ? Thấy cũng cao cao đẹp đẹp không anh Kiệt? Trời trói đâu chơi. Trời xấu tánh, xấu nết. À, xấu cả tánh lẫn nết ha. Trời hèn hạ như vậy ai cái, được. Cái lúc đầu mà người ta lại, người ta có nói chuyện này kia nó bình thường với anh không? Hay là người ta dùng những cái ngôn từ mà nó hơi nặng đối với anh không? Không mập á, mơ lên thôi. Nói gì em? Chơi trong một bệnh viện dùng da. Anh nói rồi. Cái bà kia bà già bộ á, bà già già đó bà nói. Kiệt ơi,
nghe mà không có tiếng. Cái nói á, anh Quân đi giúp nè. Anh tính câu á, nó nói Mạnh Quân gì kỳ vậy? Mạnh Quân đường gạt ta hả? Mạnh Quân gì mà chơi lấy hình đưa hình ta lên không Mỹ? Và nó mới nói ai vậy? Nó lì lì á, đưa hình ta lên đó hả? Đưa hình ta lên thì làm được hả? Thấy hình anh này kia cũng là đẹp mà, lên sống cho. Nhưng mà không thích. Không thích cái cô xấu xa vậy. Trên mạng mà mình muốn lấy hình ảnh gì của người khác là cũng phải xin phép hết ha. Đúng rồi. Chứ còn chưa xin phép là anh Kiệt không đồng ý là không ai được lấy ha. Không thích thấy cô xấu xa lấy vậy. Nhưng mấy anh em ta lại đây quay là có hỏi ý kiến anh Kiệt chị Nhi hết. Là ví dụ đồng ý thì mới được quay. Chứ đúng anh rồi. Kiệt mà không đồng ý là đâu ai quay đâu. Phải không? Mình phải sống phải tôn trọng người khác. Còn mấy người đó có hỏi anh là diễn gì mấy anh em cho tiền gì không Kiệt? Thôi chẳng nói luôn. Nói luôn đi anh Kiệt. Nó nói á, nó nói gì nè, băng YouTube ấy, băng YouTube này nè, có nói này có cái bị diễn không? Ừ. Cái nó nói à, dễ không dễ gì cái khó, nó nói đúng gì nói. Kiệt nói hay dữ ta. Tao quay tao biết gì tao nói lấy. Không nhưng mà cứ coi như là mình diễn cũng đâu có sao đâu anh Kiệt. Như anh đi hái rau bắt cá này kia mấy anh em kêu quay diễn lên cho bà con cô bác mà coi trả lời đó. Ừ. Anh phải nói chuyện với nó. Ừ. Nhưng anh nó sắp bậu trời vậy. Nó bây giờ đi những cái đời sống như thế này á, cho đúng dù rồi. Mà diễn hay là cuộc sống thật thì cũng là bây giờ tạo cái nụ cười cho khán giả thôi. Mình đâu cuộc có quay cái gì xấu xa đâu. Nuôi vợ con ta. Mà hỏi làm cái vậy? Với lại anh Kiệt thì khổ rồi không có đi làm gì hết. Nhiều khi mấy anh em lại quay giống như đóng clip này kia vui. Mấy anh em cũng cho tiền uống cà phê, ăn bánh này kia, mua gạo đồ. Đúng rồi. Chứ không phải mình quay lên để mình vận động Mạnh Thường Quân này kia giúp đỡ lừa đảo này kia hả anh Kiệt? Phải không? Cái con mập nói với sai sửa. Nói bên đây gặt tiền Mạnh Quân rồi sao? Còn bên đây có lấy tiền Mạnh Quân nào? Là bây giờ như là anh Kiệt bây giờ anh suy nghĩ trong câu chuyện này, anh với bên kia là bên nào sai? Bên kia sai. Có yêu cầu người ta nói gì với anh không? Có. Nói đi anh. Đòi 15 triệu. Anh 15 triệu. 15 triệu đó là đền tiền gì anh Kiệt? Tiền bù. Bù gì? Bù gì? Bù tính mạng đó. Trời ơi. Bà danh dự. À bù danh dự không? Rồi nói lại. Đòi 15 triệu bù danh dự người ta. Bù danh dự cho anh ha. Giống như là đăng lên nói là anh chơi nước đá này kia là mất danh dự anh ha. Đúng rồi. Ừ. Bởi anh vậy cũng khổ. Anh Kiệt là thường xuyên ta chỉ là cầm phích lên uống nước đá thôi. Chứ làm gì đâu có chơi nước đá. Nếu mà mấy người đó bữa nay mà đi lên trên chảnh mà đi test mà anh không có là người ta phải đền bù anh thiệt á. Rồi xin lỗi anh công khai này kia nữa. Chứ không phải giỡn đâu. Mà còn phải là đối diện anh với luật nữa. Phải bị phạt này kia nữa. Nó gây gây dựng cho nó nhỏ nhỏ thôi. Giờ lên giá 5 triệu đi cho 20 triệu. À, lên giá nữa hả? Lấy cho bò bỏ cái mông, bỏ cái mặt nè, mới quên.